chưa, vẫn đang đi xem. Có cái cân cây cần thăng này đẹp quá này. Cây cần thăng này bao tiền anh bạn này? 2,5 triệu nhỉ? Hả? 2,5 triệu. 2,5 triệu à? Vâng. À, Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta lại tiếp tục đi dạo chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc Hà Đông. Chào anh nhé. Vâng, thì có mấy cái bệ xanh này cũng được này. Cái xanh này bao nhiêu anh? Cái bệ xanh này? Hôm nay bán chuẩn 3,5 triệu. 3,5 triệu. Con Nam Điền thác đổ. Đâu? Đây à? Nam Điền thác đổ. Vâng, một cây xanh Nam Điền. Dáng thác đổ đây. Ba triệu cái này à? Cây dưới này khoảng bao tiền anh? Ba trăm ngàn một cây dưới này. Vâng. Cây bên này nhỏ hơn. Cây điểm bằng nhau. Bằng nhau đều 300 tất. Anh đọc số của anh đi. 0936. 0936. 806659. 806659. Rồi, ok. Quê anh ở An Khánh đúng không? Vâng. Rồi. À, còn cây nào nữa không? Đúng rồi anh ạ. Mỗi một phiên anh mang có 3 4 cây này. Đang bị đói quá. Ôi giời ơi, thế thì bỏ gì mà vác đồ xuống bày ở Vạn Phúc mà có vài cây này. Lần sau mang nhiều hơn nhá. Quánh cả ô tô. Ừ, đúng rồi. À, tôi thấy có một số những cây du này, một loạt tựa tựa nhau. Ví dụ như là cây du này bao nhiêu anh? Du này 400. 400 một cây, là được đấy. Đây anh có cái sung dáng chả đẹp ạ. À? Dáng này chả hay ạ. À? Cái sung này bao nhiêu? 450. 450 được đấy. Chúng ta tiếp xúc với một số cây mai chiếu thủy này. Tham khảo giá sao. Anh nắm giá cây mai này không? Dạ. Những cây mai này giá bao nhiêu anh? Cây mai này 800. Vâng. 800 ngàn một cây. Không có cây nào song thụ nhỉ? Có cây nào hai thân nhỉ? Đây à? Bên này có hai thân. Bên này cả cái con. Nhưng cái này vết sẹo sợ quá. Cái này không được. Hai thân nó phải đều đều, gọi là song thụ nó phải ngang ngang nhau một tí. Dưới lên. Ừ.
nó đẹp đẹp một tí chứ. Cái kia nó càng cao cua càng súng mất. Tôi đang thích cái cây nhỏ nhỏ song thụ. Được cây nào song thụ nhìn nó đẹp đẹp tí. Vâng. Anh này xem cây dưới được. Đâu cây dưới nào? À cây giáng trực gì? Nó bảo những 2,2 triệu. Cây giáng trực đấy đẹp vậy, nó côn thân. Đây. Một số những cái cây lúc nãy anh ở ngoài kia anh hỏi tôi sao nhỉ? À đây rồi. Nhà vườn mình có nhiều cây không? Em chơi mấy cây ở trên trần. Thế á? Thế nhà mình ở Hà Đông à? Không, em ở dưới. Dưới nào? Dưới Minh Khai. À Minh Khai á? Ôi Minh Khai là tận mạn Hoàng Mai à? Đúng không nhỉ? Vâng, đầu cầu Vĩnh Tuy. Ôi, các anh đang demo cái tác phẩm xanh à? Vâng, chào anh nhá. Cái xanh này bây giờ các anh đang tức là tưởng tượng để vẽ ra đấy, demo ra đấy. Bể Nam Điền. Bể Nam Điền siêu đẹp quá còn gì nữa. Dâu cây của bác hay của tình nhỉ? Cái bát tràng bán rồi nhỉ? Bác hay của doanh nhỉ? Con này mặt quay nhà, cây quay nhỉ? Con này rất đẹp. Cái này bán bao tiền vậy? Chưa biết được. Chưa biết được bán bao nhiêu. Gốc hay đấy. Con này đẹp, dáng cái đẹp. Dáng công muốn đặt sẵn như dáng này đã đẹp rồi. Bánh giá, bánh tiêu. Ở đây nào? Đây đội mũ đen à? Áo bò này. À, anh áo bò kính đen ơi anh ơi. Anh có cái bôi xanh này bao tiền anh? 12 triệu à? Điền F1 đấy. Vâng, làm biển xịn luôn ở chỗ. Ờ, hay đấy nhỉ. Em còn cháu còn đi làm biển xịn luôn. Thế cái chung để ông gửi cho tôi đấy á. Đó. 12 triệu. Anh đặt đúng cái hướng đẹp của nó rồi. Đấy, chú bây giờ xoay vòng đấy. Rồi, tôi quay bên kia rồi. Quay hai phía rồi. Trên ảnh nhìn thế thôi, thực tế khác. Mười hai triệu. Cháu cũng vào kênh để chúng tôi xem suốt mà. 12 triệu đến đứng cạnh cái, đứng cạnh cái phôi cái. Thôi cháu không phải đứng đâu. 12 triệu cái phôi này, tôi nghĩ là thế. Từ sáng giờ có ai chạm chưa? Giả nhưng mà chưa được giá chưa. Giá đẹp. Giá bao nhiêu rồi? Cái giả là cháu không tiết lộ. Mới được chục triệu à? Vâng. Hay là 11,7 triệu? 11,7 triệu thì. À, là mới giả được 10 triệu. Cũng có cách giả nhưng mà chưa được giá. Ờ. Ai đấy? Trời ơi. Tôi điện trông suốt vào được thì héo luôn. Thế nhưng mà hôm nay ngài đi đâu mà ngài lang thang cái này? Tôi đây tôi xem cây. Tôi lên đây với tôi đi. Đi đâu? Đi ông đi đâu thì đoạn đoán gì nữa, còn đang dở cái này tí nữa. Tôi hỏi. Tôi nhìn thấy ông rồi. Nhưng mà tôi cứ im để xem ông nhận ra tôi không. Không, tôi định đi đấy nhưng mà tôi cây này nó sáng hơn đẹp hơn tôi. Ừ đấy đúng. Mà ông lại hỏi người ta bảo đây là cây xanh à? Thế chứng tỏ là ông hôm nay ông mới đi đâu về ạ? Ông bạn thôi, có khả năng chú trêu. Không, xanh cái gốc này hơi đẹp đấy. Đang đẹp bao nhiêu tiền đấy? Gốc khôi là bao nhiêu em ơi? Mấy? 12 triệu. Gốc khôi bao nhiêu? Cái này cơ mà. 3 triệu rưỡi à? Ờ. Không, cậu này cậu có hai cái phôi huyền này với cái phôi dáng siêu này hay này. Đấy, cái này cậu báo 12 triệu này. Cái nào? Cái này này. Cái đấy là dáng siêu à? Dáng huyền, à dáng siêu. Siêu. Còn cái này là 3 triệu rưỡi à? Nói chung là giá này giá phôi luôn bộ. Nó thằng chú anh về làm, nó lại vừa chơi. Chẳng thấy có dễ gì. Này, dễ
dưới này không có dễ ở chú. Cái này là bọn cháu mới đảo làm lại sửa lại dáng mà. Xanh thì không phải lo. Bây giờ anh mua về anh rũ ra sân đấy. Sau hai trận mưa rào dễ nó bò khắp sân luôn. À dễ phọt trắng anh mà. Riêng xanh thì chú yên tâm. Đây là lẩy rồi này. Thế còn cái thằng này? Đây là lẩy rồi này. Thằng này của anh khác luôn. À của người khác à? Hơn 1 triệu, 12 triệu. Bao nhiêu? 12 triệu. Gần như là 15 nó vô cùng. Đấy là còn có cả mùi tàu đấy. Tiến canh lồng hơn. Vâng, đây tôi đặt tên cây này là cây xanh mùi tàu đây. Cây xanh mùi tàu này thì mấy? 5 triệu rưỡi à? Vâng, cây xanh mùi tàu giá 5 triệu rưỡi. Cái sung rất sai trái. Cái này bao tiền này? 8,5 triệu. Ôi đắt nhỉ. Ôi anh bảo cái sung nó quý, nó ra quả từ gốc cái ngọn luôn. Anh nhìn thấy tận ngọn luôn. Tiền nào của đấy nhỉ, đồ nó đẹp. 8,5 triệu anh? Vâng, 8,5 triệu. Cây quả sai lúc nick từ gốc cái ngọn luôn. Vâng, nói về trái sung thì không thể chê được.